xin chào các tín đồ yêu thích của kênh Tóc Nam Xe Máy ha. Các bạn nhớ subscribe kênh để mình theo dõi những cái clip review xe hữu ích hơn, cũng giống như là nhiều dòng xe hơn ha. Rồi video hôm nay thì Xuân sẽ tư vấn cũng giống như là review những cái dòng xe nằm trong phân khúc hyperdebon như là Raider này, Sunny hoặc là Sonic. Thì gần đây thì sẽ nhận được một vài ý kiến là các bạn muốn chi tiết hơn về cái dòng xe này, cũng giống như là cập nhật giá cả ở gần cuối tháng 7 ha. Rồi đầu tiên thì Xuân sẽ vào review Sunny này trước. Sunny thì hiện tại bên Xuân vẫn có hai phiên bản đầy đủ tại cửa hàng, từ màu sắc jean cho tới màu sắc 3D, chính hãng và nhập khẩu tư nhân. Nhập khẩu thì mình nhìn vào đằng trước thì mình luôn luôn thấy là thứ nhất là nó sẽ có bát biển số này, và cái thứ hai là sẽ không có xi nhan rồi, thì đó là phiên bản nhập tư nhân. Rồi về em xe này đi, bên Xuân đã có lên màu sơn 3D này, có lên phụ kiện, lên mâm cho mình rồi. Những anh chị em nào mình muốn đổ thêm những món này món kia thì cửa hàng bên Xuân sẵn sàng hỗ trợ cho mình ha. Tất cả đồ chơi xe gì đó, những cái món hữu ích và được ưa chuộng gắn rất là nhiều thì cửa hàng bên Xuân luôn luôn sẵn đầy đủ. Về phần tem xe thì mình có thể thấy tất cả những cái mẫu tem ở đây cửa hàng bên Xuân là sơn 100%, không có một phần tem dán nào luôn các bạn ha. Và những cái màu sơn 3D như này khi mình mua xe tại cửa hàng bên Xuân sẽ hỗ trợ cho mình bảo hành trong vòng 1 năm miễn phí cho những cái màu sơn 3D như này ha. Rồi đây mình cũng thấy cửa hàng bên Xuân thứ nhất là có lên mâm này. Cái loại mâm này là cái loại mâm mà những cái bạn trẻ yêu thích rất là nhiều, nên là cửa hàng bên Xuân có lên một màu để cho mình dễ tham khảo. Có lên chống đổ trước này, đây là chống đổ trước. Rồi ba ga bảo vệ két nước. Rồi chống đổ sau. Những cái thiết bị bảo vệ tài sản như mình như là thiết bị chống trộm này hoặc là định vị. Khi mình mua xe, ngoài giảm giá xe ra thì cửa hàng bên Xuân còn có giảm giá phụ kiện này, chống trộm định vị cho mình nữa. Nên là mình yên tâm khi mà mình tới cửa hàng bên Xuân mua xe, đặc biệt là liên hệ trước cho Xuân thì mình sẽ không phải thiệt thòi một gì hết đâu ha. Rồi, Sunny nhập khẩu đi. Các bạn cũng đang muốn mình báo giá liền để cho mình khỏi phải băn khoăn. Rồi, nhập khẩu thì hiện tại giá xe chỉ dao động trong tầm khoảng 60 triệu thôi, giá đã bao gồm thuế VAT. Nên những cái bạn nào mình tham khảo qua kênh này, mình tới cửa hàng mua xe thì sẽ không có lo bị phát sinh ha. Chỉ tính thêm phí biển số thôi, chỉ tầm 1 triệu hoặc 1 triệu mấy là nằm trong khu vực huyện. Còn thị xã thành phố thì sẽ cao hơn nữa, mình muốn chi tiết thì có thể liên hệ qua Zalo của Xuân. Chính hãng thì bên Xuân cũng có sẵn, chính hãng thì nó vẫn giống như Raider thôi, nó sẽ không có bát biển số và sẽ có cặp xi nhan rồi. Tuy nhiên khi mà mình mua những cái phiên bản đó thì bên Xuân có hỗ trợ tích hợp xi nhan vào trong cho mình. Rồi về phần đầu đi, khi mà mình nhìn trực diện em Sonic và em Sunny, phần đầu của Sonic thì nó có vẻ gọn hơn, đây nó góc cạnh hơn rất là nhiều. Theo những cái ý kiến của những cái anh em mà mình đã sử dụng và trải nghiệm cái dòng xe này thôi thì có nhiều người thì ý kiến rằng Sunny máy nó mạnh hơn, tuy nhiên Sonic thì máy móc nó là bền hơn nhưng mà tốc độ nó sẽ không bằng Sunny. Thì tuy nhiên là Xuân chỉ thu thập là những ý kiến người đã sử dụng thôi, tại vì Xuân cũng chưa có trải nghiệm những cái dòng xe này nhiều, nên là những anh chị em nào mình rõ hơn những cái dòng xe này thì mình có thể bình luận thêm ở bên dưới để cho Xuân tìm hiểu sâu hơn ha. Về dòng xe Honda Sonic thì hiện tại Sonic giá đang tăng rất là cao trong khoảng cuối tháng 7 này, giá nó phải cao hơn tầm khoảng 1-2 tháng trước rất là nhiều, cũng lên giá từ 62,5 triệu tới 64,5 triệu rồi. Rồi, và đặc biệt kênh Top 5 này là rất là nhiều tín đồ xe ở trên mọi miền đất nước luôn, rất là nhiều tỉnh thành có liên hệ qua Xuân mua xe. Tuy nhiên á, cửa hàng bên Xuân là chỉ có chi nhánh ở trong tỉnh Bình Dương thôi. Ví dụ những anh chị em mình ở tận ngoài Bắc như là Lai Châu, Sơn La gì đó, cửa hàng bên Xuân không có vận chuyển xe được, thì mình có thể tham khảo cửa hàng bên Xuân. Nếu mà được giá gì đó thì mình đi xe đò vào chẳng hạn, bên Xuân có hỗ trợ chi phí những cái phần đó cho mình, tại vì bên Xuân thì sẽ không có ship xe xa được cho mình. Nhưng mà những anh chị em rất là nhiều rồi, rất là nhiều người đã vào đến tận cửa hàng bên Xuân mua xe, cũng vượt vài trăm cây số, tới ngàn cây số cũng có rồi ha. Rồi Honda Sonic thì đây là màu đỏ 3D, thường thường thì các bạn hay gọi là đỏ candy. Đây cũng là màu của hai bên Xuân Úc Sơn luôn, và có thêm một cặp mâm màu đỏ cho mình, đó thêm chống đổ trước màu đỏ này, cũng lên ba ga chống đổ sau cho mình, cũng có lên phụ kiện chống trộm gì đó cho mình luôn. Rồi Sonic thì nếu như mà anh chị em là mình có dự định mua trả góp dòng xe này thì mình chỉ cần đưa trước cho bên Xuân tầm khoảng từ 11 cho tới 13 triệu đồng để mình sở hữu Honda Sonic ha. Rồi Sonic thì ngoài những cái màu sơn 3D ra thì cửa hàng bên Xuân còn rất là nhiều màu sắc khác nữa, cũng giống như là màu sơn zin của nhà máy, đặc biệt là có hỗ trợ lên màu sơn theo yêu cầu, nên là mình đừng ngại ngần ha. Không có những cái màu sắc mà mình ưa thích tại cửa hàng thì mình có thể đặt lên màu sơn theo cái sở thích theo yêu cầu của mình. Rồi
Dòng xe Raider thì hiện tại đang có mức giá tốt nhất trong ba cái dòng xe này. Raider thì hiện tại nó chỉ đang giữ tầm khoảng 51 52 triệu đồng thôi, nên là những anh chị em nào mà muốn kiếm một cái dòng xe cũng nằm kiểu giá như này nhưng mà giá nó tốt hơn một chút xíu thì mình có thể tham khảo qua Raider. Giá xe thì nó cũng đỡ hơn là Sonic tầm khoảng 10 triệu, 8 đến 10 triệu đồng. Rồi, Raider thì mình nhìn vào đây là dòng xe chính hãng của Suzuki Việt Nam, được phân phối thẳng cho đại lý. Thì dòng xe này khi mình mua mình sẽ được bảo hành trên toàn quốc trong vòng 3 năm luôn ha. Bất cứ hết Suzuki nào mình cũng đều được bảo hành hết. Rồi, rất là nhiều khách hàng mua xe tại cửa hàng Bê Xuân, và đặc biệt là dòng xe Raider này mình rất là thích tích hợp xi nhan vào trong, thì cửa hàng Bê Xuân có hỗ trợ cho mình luôn. Thì khi mà mình tích hợp xi nhan vào trong thì nhìn xe nó sẽ gọn hơn này, thẩm mỹ hơn. Cửa hàng Bê Xuân có đầy đủ những cái mà yêu cầu khách hàng đưa ra nên là mình yên tâm mình ghé cửa hàng Bê Xuân mua xe ha. Đây là màu sơn zin của nhà máy. Màu sơn zin thì những cái phần tem như này nè, đó, đây là những phần tem này hoặc là phần tem bên hông thì đều là dán hết, không phải là tem sơn như là những cái màu sơn 3D đó. Mà tem dán thì tùy khách hàng bảo quản xe thôi. Mình mua màu xanh này mình cũng được một cái lợi thế, chiếc này sẽ ra cà vẹt là xanh bạc đen. Khi mà mình ví dụ mình mua chiếc này đi, mình ngán xanh này rồi thì mình có thể lên xanh da trời này hoặc là xanh lục bảo, xanh lá gì đó, nó sẽ không ảnh hưởng tới cà vẹt xe, rất là kiểu dễ cho mình thay đổi nhiều màu sắc. Cho những cái bạn trẻ nào mà mình chạy xe tầm khoảng vài tháng hoặc một năm thì mình chán màu này thì mình có thể sở hữu nhiều màu hơn đó. Thôi, Raider thì hiện tại bên Xuân hỗ trợ trả góp thì mình có tầm khoảng 6 triệu là mình cũng đã sở hữu được Raider rồi ha. Hiện tại cái dòng xe này đang giữ mức giá rất là tốt và trả góp cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Rồi, đối với dòng xe Raider, mua xe tại cửa hàng bên Xuân thì tích hợp xi nhan này cũng có lên phụ kiện như những cái dòng xe khác. Thì tuy nhiên Xuân sẽ quay một chiếc màu zin cho mình để mình dễ nhìn hơn so với lại màu sơn 3D, mình phân biệt hơn. Hoặc là nhiều anh chị em thì mình thích màu sơn 3D, nhiều anh chị em thì mình thích nguyên zin của nhà máy đó. Thì mình cứ thắc mắc gì thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của Xuân là 0359 544 021 ha. Địa chỉ cửa hàng bên Xuân là nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gần khu du lịch Đại Nam 200m thôi. Nên là những anh chị em nào mình ở xa mà mình không có rành đường á, thì mình cứ gõ Google Maps là khu du lịch Đại Nam, mình tới đó alo cho Xuân, bên Xuân sẽ có dịch vụ đón mình tới trực tiếp cửa hàng luôn ha. Có hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại và giảm giá xe cho khách hàng có liên hệ trước cho Xuân và đặt lịch để mình mua xe trước khi mà mình tới cửa hàng. Nên là mình cứ liên hệ qua Zalo hoặc là số điện thoại của Xuân á để tư vấn kỹ hơn trước khi mà mình tới cửa hàng nữa ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã click vào cái video này. Xuân xin một đăng ký kênh để mình có thể theo dõi những cái dòng xe cũng giống như là những cái video tiếp theo của Xuân ha. Xin chào và hẹn gặp lại.